đèn hot nhất của công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Tinger xoay 360 độ Pro. Đây là hai mẫu đèn laser quét tia 3D rất là ảo, phù hợp với mọi người mua trang trí trong quán bar, vũ trường, những quán cà phê, DJ hoặc là những cái phòng karaoke, phòng bay có diện tích từ 20 cho đến 50 mét vuông. Đèn thì quét những cái luồng tia rất là xa, nhưng mọi người thấy là nó có thể xa hơn 20 mét. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX chuyên nghiệp. Mình đang quay giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.